bạch thế tôn có phải ngay pháp môn giải thoát không có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa pháp môn giải thoát không có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay bậc cực hỷ, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa bậc cực hỷ, có thể hành bát nhã ba la mật đa Trăng Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay năm loại mắt có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện? Bạch Thế Tôn có phải lìa năm loại mắt có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện? Bạch Thế Tôn có phải ngay sáu phép thần thông có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện? Bạch Thế Tôn có phải lìa sáu phép thần thông có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện? Bạch Thế Tôn có phải ngay mười lực Phật có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện? Bạch Thế Tôn có phải lìa mười lực Phật có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện? Bạch Thế Tôn có phải ngay bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện? Bạch Thế Tôn có phải lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện,